Là đang ở nhà anh Lý Nguyễn và đang quay cây xì cây treo của anh Lý Nguyễn đó. Đây là mod dành cho các bạn fan Sơn Tùng. Như bạn thấy thì mình đang quay con hàng của anh Lý Nguyễn đó. Con hàng này có một cái rất là đặc biệt là nó không có gân và các cái lớp da mà nó sẽ trơn hoàn toàn luôn đó. Dạ, Wow, ở sao trên anh biết được? dạ, ở trên thân của con hàng thì nó có một cái tattoo đó, các bạn thấy không, biết đây có phải là một cái phong cách make up mới của anh Lý Nguyễn không? Xin anh hãy cho biết. Hay là Em để lên cho anh ông nó bắt chước à, hay không? tức tức là Bắt mình chước thấy cái gì? thấy đẹp thì mình cứ vẽ lên thôi phải không? Hay để cái góc lên thôi. Mod quay rất là êm, bạn có thể thấy là mình quay rất là êm. Cái này dài 20 đúng không anh? Ừ, 20. Cái này mình thấy thì nó rất là cân và nó cũng khá là vừa tay, nó không có kiểu nặng nặng quá đó. Thì cái này các bạn có thể, cái này anh có bán không? Đã bán em. À thì cái này các bạn có thể inbox anh Lý Nguyễn đó, mình sẽ để Facebook ở đây, và hoặc là các bạn có thể đi vô Chuchit Handmade Shop trên Facebook để mà các bạn có thể tìm mua những cái mod như thế này đó. Cảm ơn bạn đã xem video, và nhớ like và subscribe để ủng hộ.